chào các bạn. Trong vòng phỏng vấn khi thi tiếp viên hàng không, các nhà tuyển dụng thường hay hỏi điểm mạnh lớn nhất của bạn là gì? Và sau đó là kèm theo câu, vậy điểm yếu lớn nhất của bạn là gì? Mới nghe câu hỏi thì bạn có thể nghĩ là nói về điểm mạnh thì sẽ dễ hơn là nói về điểm yếu. Tuy nhiên, nói về điểm mạnh cũng rất là quan trọng và bạn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì sao? Vì khi trả lời câu này, bạn rất dễ mắc sai lầm và dễ bị đánh giá là quá kiêu ngạo hoặc là quá khiêm tốn. Nếu bạn không chuẩn bị trước là bạn dễ nói đại tất cả những điều đầu tiên mà bạn nghĩ đến. Và có thể những thế mạnh này lại chẳng liên quan gì đến vai trò của tiếp viên hàng không. Vậy làm sao để có thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo ta? Đây là những lời khuyên dành cho bạn. Câu trả lời tốt nhất nên gồm hai ý. Ý 1 là nói về kỹ năng giỏi của bạn. Và ý 2 là ví dụ về cách bạn đã thể hiện kỹ năng này trong quá khứ. Trước tiên là bạn hãy viết ra một số kỹ năng chính của một tiếp viên hàng không. Ví dụ như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng làm việc tốt dưới áp lực, khả năng giữ bình tĩnh trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi đối phó với những hành khách khó tính. Với câu hỏi về điểm mạnh thì bạn chỉ cần đưa ra một điểm mạnh và một ví dụ thôi. Tuy nhiên, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn một số ưu điểm khác của mình, phòng trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu bạn kể thêm các điểm mạnh khác. Đây là một số điều mà bạn không nên làm trong câu hỏi này. Đầu tiên, bạn không bao giờ nói dạ, em không biết ạ. Bạn phải luôn chuẩn bị sẵn một câu trả lời và câu trả lời đó phải phù hợp với tiêu chí của hãng hàng không mà bạn đang ứng tuyển. Sai lầm tiếp theo cần tránh là kể ra quá nhiều điểm mạnh. Như mình mới đề cập, tốt nhất là bạn nên nói về một điểm mạnh duy nhất mà thôi. Sai lầm cuối cùng cần tránh là tỏ ra quá khiêm tốn hoặc nhút nhát. Có lúc chúng ta cần phải khiêm tốn và cũng có lúc chúng ta cần phải tự tin và khoe một chút về bản thân. Câu hỏi này là câu mà bạn thực sự cần phải thoải mái, tự tin khi nói về kỹ năng của mình. Bạn có thể nói như sau. Ví dụ 1. Điểm mạnh lớn nhất của em là khả năng giao tiếp với mọi người. Làm việc với nhiều người giúp cho công việc hàng ngày của em không bị buồn chán mà mỗi ngày em lại có những điều mới. Thường thì em làm việc với khách hàng qua điện thoại và qua email, nhưng em thích nhất là nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Năm ngoái, trong công việc trước đây của em đã đạt được giải thưởng về dịch vụ khách hàng vì cách xử lý khiếu nại. Em đã giải quyết các vấn đề mà khách không hài lòng và thậm chí những khách hàng đó còn tiếp tục đặt hàng nhiều hơn. I would say that my greatest strength is my ability to communicate with others. I've always enjoyed working with people as I found that it adds a lot of diversity to my working day. While I have worked with customers over the phone and via email, I have always enjoyed speaking to customers in person the most. In my previous role, I won the Customer Service Award last year for the way that I handled several customer complaints. I managed to resolve the issues and even secured more orders from those customers. Ví dụ 2. Điểm mạnh lớn nhất của em là khả năng làm việc tốt dưới áp lực và em nghĩ điều này sẽ giúp em thành công trong công việc tiếp viên hàng không. Trong công việc trước, em thường được yêu cầu quản lý từ 2 đến 4 dự án với khách hàng trong cùng một lúc. Em đã hoàn thành 100% dự án được giao và thường là một nửa trong số đó là em hoàn thành trước thời hạn. My greatest strength is the ability to work well under pressure, and I think that would help me succeed in the flight attendant job. In my last position, I was frequently required to manage 2 to 4 client projects at a time. I complete 100% of the projects I was assigned, and half of them were finished ahead of the schedule. Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì? Đây là một câu hỏi phỏng vấn đáng sợ mà các nhà tuyển dụng thường đặt ra cho các ứng viên ngay khi mà các ứng viên bắt đầu cảm thấy thoải mái.
Nhiều người không thích câu hỏi này vì không ai muốn làm giảm đi cơ hội trúng tuyển của mình bằng cách thú nhận những sai sót hay điểm yếu. Vì vậy, nên một số ứng viên sẽ nói rằng họ không có điểm yếu nào hoặc là hoảng sợ và tiết lộ quá nhiều với nhà tuyển dụng. Vậy cách thích hợp để trả lời câu hỏi này là gì? Câu trả lời của bạn cần có hai ý. Ý thứ nhất là nói về điểm yếu. Ý thứ hai là nói bạn đã hoặc đang làm gì để khắc phục nó. Vậy chúng ta nên chọn điểm yếu nào đây? Cách tốt nhất là tìm ra điểm yếu thật của bạn mà điểm yếu này không ảnh hưởng nhiều đến công việc và bạn đã hoặc đang cải thiện nó. Bạn cũng nên chuẩn bị sẵn một vài ví dụ khác để phòng trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu bạn kể thêm. Đây là những điều bạn không nên nói. Bạn nói là: dạ, em không có điểm yếu nào cả. Câu trả lời này làm cho bạn có vẻ như không trung thực hoặc bạn đang cố che giấu điều gì đó. Nhà tuyển dụng sẽ không tin bạn vì chúng ta đều là con người, chẳng có ai hoàn hảo cả. Câu trả lời này cũng làm nhà tuyển dụng đánh giá là bạn không có sự chuẩn bị, vì đây là một câu hỏi phỏng vấn khá phổ biến nên nhà tuyển dụng thường mong đợi là bạn đã có suy nghĩ trước về nó. Điều thứ hai, bạn thú nhận rằng bạn thiếu một kỹ năng quan trọng nào đó trong công việc. Điều thứ ba, bạn tiết lộ quá nhiều. Với câu hỏi này, bạn chỉ cần đưa ra một lời giải thích ngắn gọn và đơn giản. Bạn đừng có lan man, vì nó có thể gây ấn tượng rằng bạn có rất nhiều sai sót ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bạn. Để trả lời câu hỏi này, bạn có thể nói như sau. Ví dụ 1. Lúc em mới đi làm, em làm việc cho công ty ABC. Em rất là cầu toàn, em muốn tự làm mọi việc một mình để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng theo quy trình, quy định của công ty. Đó là lý do tại sao khi em làm việc với những đồng nghiệp mà họ làm không tốt lắm thì em đã ôm hết việc về mình và tự làm hết. Nhưng sau đó em nhận ra rằng làm như vậy là em đã không cho đồng nghiệp của mình cơ hội để phát triển và học hỏi. Cấp trên của em đã chỉ ra điều đó cho em. Em đã học được rằng mình nên chia sẻ ý kiến với đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau trong nhóm và tất cả cùng làm để có kết quả tốt nhất. Early on in my career, when I worked for ABC company, I tended to be a perfectionist. I wanted to do everything by myself to ensure things are done in the right way according to the rules and regulations implemented from the company. When I worked with colleagues who did not do things correctly, I ended up doing everything by myself, but then I realized that by doing so, I did not give my colleagues the opportunity to grow and learn as well. My manager pointed out to me, I've learned that it's better to share opinions, help each other, and together work as a team for the best final result. Ví dụ 2. Em nghĩ rằng điểm yếu của mình là hay quá chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Em muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Đôi khi em bị cuốn vào những việc nhỏ mà quên nhìn mọi thứ một cách tổng thể và bao quát hơn. Nhưng sau đó em đã nhận ra và cải thiện bản thân. Bây giờ lúc nào em cũng tìm cách để cân bằng giữa các chi tiết nhỏ và tình hình tổng thể của công việc. I would say that my attention to details is my weakness. I want everything to be perfect. Sometimes I get so caught up in small details that I forget to see the big picture. But then I realized that I was able to improve myself. I am now constantly finding ways to balance both the details and the overall situation. Ví dụ 3. Em thường cảm thấy rất ngại ngùng khi đứng trước nhiều người. Em cũng biết rằng nếu em là tiếp viên hàng không thì em sẽ phải chịu trách nhiệm biểu diễn an toàn bay cũng như là nói chuyện với các hành khách. Và nếu em nhút nhát thì sẽ rất khó để làm việc. Do vậy, trong mấy tháng gần đây, em đã tham gia các lớp học thuyết trình trước công chúng. Bây giờ thì em ngày càng tự tin hơn khi chia sẻ ý kiến của mình, hoặc thậm chí em có thể tự tin trình bày cả một bài thuyết trình dài tại các cuộc họp nhóm. I often feel timid in public situations. I know that if I work as a flight attendant, I will be responsible for delivering safety demonstrations as well as speaking to passengers. And my shyness will make me feel very uncomfortable. In recent months,
I have undertaken public speaking classes, and I am now growing more confidence at sharing my ideas or even presenting a long presentation at team meetings. Nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy viết ý kiến dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn thấy thông tin này bổ ích thì hãy bấm like, share và subscribe. Và nếu video này bổ ích với bạn thì có thể nó cũng rất hữu ích với những bạn khác, nên bạn hãy chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn ở video sau.